Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Breaking News. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn thông tin vũ khí Trung Quốc xuất khẩu đứng đầu thế giới. Thưa quý vị và các bạn, gần đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng nước này đã vượt qua Nga và Mỹ về doanh thu từ xuất khẩu vũ khí, quốc phòng các loại. Đúng là hiện nay, Trung Quốc đang là một công xưởng của thế giới với rất nhiều ưu đãi về giá nhân công, đất đai, vân vân. Trung Quốc đã mời được rất nhiều các công ty hàng đầu thế giới đặt nhà máy tại nước này. Nhưng về lĩnh vực vũ khí quốc phòng thì chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng mà còn phải bàn về chất lượng nữa. Cái này thì qua quá trình sử dụng vận hành mới độc rộ độ ra hết ưu khuyết điểm của chúng. Chúng ta điểm qua một số sự cố của vũ khí Trung Quốc xuất khẩu như sau. Trước hết là vụ gần nhất vào khoảng 9 giờ 45 phút tối ngày 17 tháng 10 năm 2018, có vụ cháy xe thiết giáp chở quân loại Thai 92 do Trung Quốc sản xuất xảy ra ở thị trấn biên giới Tai Chi Lake của Myanmar. Các nguồn tin cho biết, vụ cháy này được cho là xuất phát từ động cơ đặt ở giữa thân xe. May mắn không có ai bị thương trong sự cố này. Điều đáng nói, vụ việc xảy ra trong bối cảnh quân đội Myanmar vừa trải qua nỗi đau quá lớn khi chỉ trong một buổi sáng mất liền hai máy bay chiến đấu F-7 cũng do Trung Quốc chế tạo. Mặc dù sự cố vũ khí có thể do nhiều yếu tố, gồm cả từ con người, không phải do nhà sản xuất, Thế nhưng, việc liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn liên quan đến các loại trang bị từ Trung Quốc rõ ràng khiến người ta nảy sinh tâm lý lo ngại. Xa hơn là một xe thiết giáp kháng mìn MRAP CSVP3 của Kenya mua từ Trung Quốc tuần trước đã tiêu tùng do vướng miền khi đang di chuyển ở hạt Lamu phía bắc Kenya. Vụ nổ khiến tất cả 7 sĩ quan thuộc đơn vị tuần tra biên phòng, cảnh sát cùng một người dân trên xe thiệt mạng tại chỗ. Sự cố đã khiến giới chức Kenya đặt nghi vấn về khả năng thật sự của loại xe này, cũng như tính đúng đắn của quyết định mua khí tài Trung Quốc. Hiện Kenya mua 65 xe CSVP3 của Trung Quốc nhằm phục vụ cuộc chiến chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Theo diễn đàn Journal, lô hàng đầu tiên đã gặp hàng loạt sự cố chỉ vài ngày sau khi bàn giao. Một chiếc bị vỡ kính chắn gió khi đang di chuyển và nhiều chiếc bị do dỉ nhiên liệu trong khi xe lại không có hệ thống thông gió phù hợp với khí hậu nóng bức tại Kenya. Lực lượng cảnh sát Kenya từng bị sốc khi hãng đại diện sản xuất từ chối ngồi vào trong để cảnh sát dùng súng bắn thử. Trước đó, vào ngày 17 tháng 5, khẩu pháo Janbo do Trung Quốc sản xuất bất ngờ gặp trục trặc và ná nạn vô tội vạ, khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 8 người khác bị thương khi quân đội Indonesia tiến hành tập trận tại quần đảo Natuna trên Biển Đông. Máy bay, tên lửa trục trặc theo tờ Nikkei Asian Review, trang thiết bị quân sự từ Trung Quốc cũng từng vướng sự cố vào đầu năm 2015 khi hình ảnh một máy bay quân sự không người lái CH-3 rơi ở bang Bono của Nigeria gây bão trên mạng. Một tai nạn tương tự xảy ra giữa năm và giới chức Nigeria xác định đây cũng là mẫu CH-3 do Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hàng không Trung Quốc sản xuất. Ông Andre Chang, người sáng lập tạp chí quân sự Kanwa, cho biết rằng Trung Quốc đã chật vật tìm cách xuất khẩu máy bay huấn luyện L-15 và tiêm kích JF-17 tại triển lãm hàng không và quốc phòng châu Phi. Trước đó, Cameroon mua 4 trực thăng tấn công habin Z-9 sau khi Bắc Kinh thỏa thuận cho vay 100 triệu USD vào năm 2015, nhưng một chiếc bị rơi không lâu sau khi bàn giao. Theo tờ South China Morning Post, chính quyền Cameroon sau đó thông báo không có kế hoạch mua vũ khí từ Trung Quốc do quan ngại về chất lượng của vũ khí nước này. Thương hiệu vũ khí Trung Quốc vướng thêm nghi vấn sau khi hai tên lửa chống hạm C-705 bắn chật mục tiêu trong cuộc tập trận Amada Jaya của Indonesia trên vùng biển Java vào tháng 9 năm 2016 trước sự chứng kiến của Tổng thống Joko Widodo. Đánh giá về thái độ của các khách hàng, vũ khí Trung Quốc từ lâu được coi là mặt hàng giá cả phải chăng nhưng chất lượng thường bị đánh giá là yếu kém. Một vài quốc gia trên thế giới, ví dụ như Thái Lan, từng gặp vấn đề lớn với chất lượng vũ khí mua từ Bắc Kinh. Peru từng được mua xe tăng của Trung Quốc nhưng rồi cũng trả lại vì chất lượng kém việc xuất khẩu mà Trung Quốc ca ngợ là vì việc giá rẻ cho hoặc đi kèm với các gói trợ cấp về mặt kinh tế. Thống kê kể từ năm 2005, có 10 quốc gia châu Phi trở thành khách hàng khẩn cấp mua khí tài quân sự từ Trung Quốc. Không chỉ ở châu Phi, Trung Quốc còn tận dụng tốt các cơ hội ở các thị trường khác khi cho không Philippines 23.000 khẩu súng trường tự động, sau khi Mỹ hoán bán hơn 26.000 khẩu súng trường M4 cho nước này vì chiến dịch chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Dutes. Trung Quốc còn nhượng quyền cho Indonesia sản xuất tên lửa chống hạm C-705 trong thời gian sắp tới. Đây chính là cách mà Trung Quốc có thể bán được vũ khí của mình, hạ giá bán, có nhiều lợi ích về kinh tế. Khách hàng của Trung Quốc là các nước nghèo ở Nam Mỹ, Châu Phi và Nam Á. Cụ thể, 2 phần 3 các nước Châu Phi hiện sử dụng trang thiết bị quân sự của Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là Ghana, Angola và Nigeria. Chúng ta thật sự không biết là nên mừng hay lo khi được biết Trung Quốc bán được rất nhiều vũ khí, khí tài ra thế giới, nhưng may mắn là các loại vũ khí chiến lược của Việt Nam vẫn rất ít đến từ Trung Quốc. Hy vọng việc nhập khẩu hoặc sản xuất vũ khí của Việt Nam ít liên quan đến Trung Quốc vẫn là tốt nhất. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn tại những bản tin tiếp theo.